hôm nay chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện về những ngôi nhà mặt ngõ lớn hoặc là những khu phân lô ngôi nhà em muốn giới thiệu với các anh chị hôm nay là nằm trên con ngõ lớn nhất của khu phân lô quân nội phùng Trị kiên ngôi nhà này thì cực kỳ tuyệt vời để mua đầu tư tất nhiên ở thì cũng sướng rồi nhưng đây là một cơ hội đầu tư cực kỳ tuyệt vời vì những lý do sau đây là căn góc lô góc duy nhất được ra bán ở khu vực này cái điều thứ hai nó rất 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 là gần một cái tòa văn phòng của Bộ Quốc phòng họ đang xây dựng cho nên cái việc kinh doanh và giao cực kỳ thuận lợi các anh chị có thể kinh doanh cà phê hoặc là các mặt hàng khác mà hướng tới phục vụ cái người dân xung quanh đây và đặc biệt là cái cán bộ công nhân viên chức làm việc trong tòa nhà này thì nó sẽ tạo ra cho các anh chị một cái khoản tiền cực kỳ là bền bỉ hàng tuần hàng tháng hàng năm chưa nói là cái giá đất nó sẽ tăng lên theo năm tháng cực kỳ tuyệt vời đấy ạ về chỉ số của ngôi nhà thì diện tích 35 mét vuông nhưng nó là lô góc cho nên từ tầng 2 nó sẽ nhô ra được rất là nhiều các anh chị nhô ra mỗi tầng nhô ra được mấy mét đấy, như vậy là từ tầng 2 đến tầng 5 ấy, nó sẽ nhô ra được mỗi tầng là khoảng 4 khoảng 4 mét nữa là ít đấy nhà thì 5 tầng và đặc biệt là mặt tiền thì bao nhiêu mặt tiền gần 13 mét lô góc mà lô góc có rất là nhiều nhà đầu tư chỉ săn lô góc thôi đó bởi vì sao bởi vì người ta hiểu cái lô góc nó mang lại cái giá trị rất là lớn ở khu phùng trí kiên này thì còn một vài căn nhà khác đang bán nhưng nó không phải là lô góc các chị quan tâm việc mua bán nhà ở khu vực phùng trí kiên này hoàng sâm này quan hoa hoàng công việt nói chung anh quanh khu vực đấy thì cứ alo cho em vì mỗi một video em sẽ tổng hợp những cái số lượng nhà đang bán ở khu vực đó ở các giải tiền khác nhau từ năm 7 tỷ 10 tỷ hơn 10 tỷ và hơn nữa trong một video em sẽ không thể chia sẻ nhiều được thông tin thì gọi cho em em sẽ có những cái thông tin chính xác nhất phù hợp nhất em cảm ơn và chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ và có nhiều thời gian hơn bên gia đình nhớ nhé mua nhà thì gọi cho em